Không có. Không có. Không có. Tại sao không có? Thì order nhiều. Tu đi chơi. Động cơ gì đi mua cơm mà đi chơi? Tại sao đi chơi? Không có, không có, anh đã tích. Nhưng mà tại sao không có vì lại đi chơi? Đi chơi. Anh đã tích con cá. Ừ. Bấm tay giỏ hàng nha anh chị em ơi, bấm tay giỏ hàng, chè dưỡng nhan. Chè dưỡng nhan cho mọi người, đi này. Ôi giời ơi. Good. Good. Thank you mọi người. Ăn cơm đi. Đợi một tí. Kamu dari tadi belum makan Joko. Aku order tapi nggak dapat dapat karena. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hơn 1.000 đơn rồi. Ikannya habis. Ah. Ikannya habis. Bèo ơi. Kok kamar kamu kayak kapal berantakan. Bèo ơi hilah bèo. Xem là chè dưỡng nhan này bán bao nhiêu slot rồi. Chè dưỡng nhan bán bao nhiêu slot rồi mọi người? Để xem chè dưỡng nhan bán bao slot rồi nhá. Xem nào. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng nhanh chị em ơi. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng. Xem là chè dưỡng nhan bán bao nhiêu slot rồi? Hơn 1.000 slot rồi. Ok chưa? Đang có. Ông nào lại vào xem live đây? Khổ thế. Có phiếu giảm giá. Mọi người đang có phiếu giảm giá trị giá 70.000 đồng. Chè dưỡng nhan này 49.000. Chè dưỡng nhan 49.000 luôn. Ok chưa? Giảm giá 30k. Khách hàng mới giảm 30k. Thế là sao ạ? Có con cá. Ê Phi đi chợ. À order không có Phi đi chợ à? Okay. Đi chơi vô du order. Good. Bismillahirrahmanirrahim. Vì không nói anh đã chưa không nói Phi là học. Mọi người bấm tay cửa hàng nha mọi người. Có nghĩa là order không có thì chuyển sang gọi là đi mua luôn. Tự đi mua. Ok ok. Bấm tay cửa hàng nha mọi người, trà sữa truyền thống luôn. Một set trà sữa này như mọi người đều biết rồi. Có rất nhiều. Đúng không ạ? Cái quan trọng ở đây là gì? Cái căn bản hôm nay là em ở bên này em không mang được mẫu đi cho mọi người xem. Nhưng mà chắc mọi người xem các buổi live trước thì mọi người biết rồi. Một set trà sữa có thể nấu được 20 đến 30 ly. Nhưng thường thường em nấu em chỉ nấu 20 đến 25 ly thôi. Để cho nó đặc uống cho khóa. Uống cho sướng. Được chưa ạ? Cái gì? Ui giời ơi. Cảnh tĩnh hoặc hình ảnh được sử dụng không quảng bá về sản phẩm. Cân nhắc sử dụng nội dung để giới thiệu sản phẩm tương khác của khán giả. Xác nhận. Ok. Sản phẩm đây. Khổ quá mấy TikTok đợt này gắt với em quá. Có sản phẩm mà. Em chẳng qua em để quên ở nhà thôi. Chứ còn nhãn của em đây. Đây, cô ra. Tại sao nhiều? Hả? Tại sao nhiều? Phun à? Yêu ơi, sợ ma bài mua cơm không này. Không có, cơm ở. Cơm ở đâu? Không có. Bài mua toàn thịt gà với cả cá, không có cơm luôn. Mì tôm à? Không không. Không có không. Udah seadanya aja ya. Dibagi dua ya. Nasinya udah pada
habis. Ngon. Biết cái bấm tay giỏ hàng nhé mọi người, bấm tay vào giỏ hàng gấp. Gấp rút. Bấm tay giỏ hàng nhé mọi người. Bấm tay giỏ hàng đang có giảm giá. Ê, giảm giá rồi. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng nhé mọi người. Mua trà sữa về nấu. Một set trà sữa này là sẽ nấu được 20 đến 30 ly. Như thường thường em chỉ nấu 20 đến 25 ly thôi, để cho nó đặc, uống cho nó ngon. Giờ sẽ hạt. Và gì nữa? Và có một điểm đặc biệt là gì? Đến với Poza, cái gì cũng nhân đôi. Ok chưa? Một set giả dựa 2 túi chân trâu, rất nhiều chân trâu, để cho mọi người mix uống thoải mái luôn. Ok chưa? Bấm tay vào hàng đi mọi người. Mãi vô, mãi vô. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng nhé mọi người. Bấm tay giỏ hàng. Và cảm ơn 23.000 anh chị em đã ở đây xem live của em và ủng hộ cho em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đi Bali là anh chị em ơi. Bấm tay giỏ hàng các mọi người. Bấm tay giỏ hàng. Hơn 1.000 đơn rồi. Bà nhét cho mình còn được mỗi miếng ớt. Bây giờ như này, mọi người bật tay toàn nhé mọi người. Kể chuyện hài đi anh, đang bán hàng này, bởi kể chuyện hài đi anh, dở hơi à. Bấm tay vào hàng nhé mọi người, bấm tay vào hàng mọi người ơi, đi vào đi. Người yêu tôi đâu rồi, bây giờ bà lười như quỷ thì ai yêu. Trà sữa phải nấu như tôi, như em nè. Nhỉ, nấu trà sữa uống, nghi. Không. Tại sao không? Không à? Không à? Không nhá. Không nhá. Dạ. Nóc đây. Ừ. Hả? Không biết. Ừ. Bây giờ. Ừ. Bây giờ em hỏi mọi người như này. Hả? Bây giờ em hỏi mọi người như này nhá. Đây không lóc thì là cái gì? Đến đây. Lóc ngồi như một vị thần. Đúng không ạ? Ngon. Ngồi như một vị thần, có người đút cơm cho ăn. Với. Với tê như nị. Đúng không ạ? Thật quá nó có bà thu thật gì? Tại sao sợ tức giận? Không tức giận, happy, hiểu không? Sao biết mọi người smile? Không. Tại sao? Anh đặt shopping mọi người này, nói xem gương anh đạt boy. Shopping mọi người ơi, shopping. Ờ mà anh đặt shopping mọi người. Không. Shopping mọi người nha. Shopping mọi người nha. Shopping mãi vô. Mua trà sữa có được đút cơm cho ăn không? Có. Có nha. Bấm tay vào tổ hàng nha mọi người. Bấm tay tổ hàng. Mãi vô.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều. 25.000 anh chị em. Tiếp tục này. Đây là trà sữa vị đây. Vàng kim. Cho rực rỡ. Rất nhiều trân châu nha mọi người. Lúc nào cũng nhân đôi trân châu luôn. Ok chưa? Ok luôn. Ok không? Ok luôn à? Em đang uống này à? Ngon không? Ngon thì đặt về uống tiếp. Đặt về nấu uống tiếp. Này. Mẹ vô anh chị em ơi. Trà sữa vị tần yêu. Đúng không ạ? Trà sữa thì nó đương thường thường là nó có cái vị tình yêu. Hay là bây giờ mọi người thích bên mọi người thích vị gì? Mọi người thích vị gì? Bây giờ 1 phút nữa 10 giờ. 10 giờ bắt đầu lại giảm tiếp 20k. Ok chưa? Đợi một tí. Cho 200 suất. Giảm tiếp 200 suất nữa nha mọi người. Cho lên 1.500 đơn luôn. Cho lên 1.500 đơn luôn. Cứ 139k giảm 20k. Ok chưa? Mười giờ bây giờ giảm. Em vừa xin tiếp rồi. Trà sữa vị cơm chó. Ngày cá trà sữa vị cơm chó. Bấm tay cửa hàng. Vị sầu riêng này có luôn. Vị sầu riêng. Vị sầu riêng luôn. Bấm tay cửa hàng đấy mọi người. Có vị sầu riêng. Có với sự giảm giá luôn. Ok nhá. Cứ 100, chỉ có 200 suất thôi nhá mọi người nhá. Mọi người chú ý chỉ có 200 suất thôi. Giảm 20 suất cho những đơn trên 139k. Ok chưa? Khổ, người ta nói thế lại bảo là quát. Yêu thương chả hết thì đi để quát. Đúng không ạ? Tức giận à? Đúng không? Tức giận. Không, happy happy. Không tức giận nhá. Đúng. Đúng không? Yêu thương hết. Trà sữa là những ly nước ngọt ngào. Đúng không ạ? Của tình yêu. Thế tại sao chúng ta không trao nhau những yêu thương? Đúng không ạ? Chứ quát làm gì? Đúng không? Đúng. Vì mọi người nói ai đơn cái bộ mê không mẹ người nói mọi người nói mẹ nói no good không nhỉ nhá không không no good mọi người nói anh đã tức giận nhé không smile nhé không tức giận là đau đầu đã xa rồi ừ nói không chưa? Tức giận nhá đau không, đầu không tức giận đúng anh đã không xin xem mọi người ừ chỉ còn mấy suất nữa thôi chỉ có 200 suất nha mọi người chỉ có 200 suất thôi giảm 20k cho những đơn hàng trên 139k ok chưa mọi người đặt một set trà sữa mọi người đặt thêm mic thêm đã có 2 túi chân châu rồi
Thế hạng 1 hàng ngày. Là cái gì? Hạng 1 hàng ngày này à? Kệ đi, không sao hết. Mình còn chưa được hạng 99. Phải quan tâm gì đến hạng 1. Đúng không ạ? Mình đang bán hàng. Bấm trên màn hình. Đọc được. Bấm tay đỏ hàng. Bấm tay đỏ hàng anh chị em ơi. Shopping shopping. Bấm tay, tiếp tục bấm tay cửa hàng. Chỉ có 200 suất thôi nha mọi người. Không biết đã hết chưa? Gần hết 200 suất rồi. Chửi em đi rồi em mua. Đồ con quỷ, mua đi. Đồ con quỷ, mua đi. Đấy, thấy chưa? Chửi rồi đấy, mua đi. Nhè. Đúng không? Đúng. Bấm tay giỏ hàng nha mọi người. Bấm luôn nút mua. Thôi. Không không không. Không good. 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 Đã xây quá chậm lâu. Đã xây quá chậm lâu cho nên sang đó lấy chờ con. Bài rơi đâu? Bài bẻ đầu con cá rơi bố xuống đất. Bài nhặt nên bài thổi phù ngay mà. Bài là nè. Không, không 1 2 3 4 5 không 5 nít. Ừ. Good. Rung liên bằng mình. Có nghĩa là bài bài nằm rơi. Bài nằm rơi đánh bụt xuống đất. Bài nao xuống bài nhặt. Bài quay lên bài hỏi. Good nhé, good, good. Ừ, good. Sợ mà không quá 5 giây. Rơi không quá 5 giây. Không sao hết, good. Đúng không, ngon. Ừ, nghe. Ờ, anh đã không nhìn rồi. Không nhìn. Bé. 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 Không. Không. Hả? Anak kerja juga mau bantu kan ngabisin makanan dulu. Kan. Bấm tay giỏ hàng nha mọi người, bấm luôn nút mua. Ngon, đúng rồi. Bấm tay vào giỏ hàng anh chị em ơi. 1200 gần 1200 đơn rồi, bấm tay nhanh vào giỏ hàng nha mọi người. Mọi người muốn vị nào em lên vị đấy cho mọi người luôn. Ở đây có hơn gần 30.000 anh chị em rồi. Muốn vị nào có vị đấy luôn. Ok chưa? Muốn vị nào có vị đấy. Ok không? Ừ. Ok không? Ok. Ok chứ còn gì nữa. Nè. Tao mới bước ngựa ăn. Còn gì? Đấy, vị sầu riêng á. Em bảo rồi, mọi người muốn vị gì có vị đấy. Em biết mọi người kiểu gì, nói là có là vị sầu riêng nên em bảo luôn nhà em là phải làm ra vị sầu riêng luôn. Cho siêu vị sầu riêng luôn. Tí giờ rơi lần thứ hai. Không, một. Ừ, một. Thế cái bà điệp viên, cái bà nắm nick thế nhỉ? Cái bà điệp viên này rất nắm nick nhá. Điệp viên 1, điệp viên 2, điệp viên 3, điệp viên 4, điệp viên 5, xong bây giờ còn điệp viên 007. Sợ ma. Vị tình yêu có luôn. Có vị tình yêu luôn. Có vị tình yêu luôn. Tưởng gì chứ, vị tình yêu thì nó đơn giản. Ê. Khoai môn ngọt béo này cũng là tình yêu này. Hoàng kim này cũng tình yêu này, truyền thống cũng thế này. Mà Mato. Hoàng kim đi. Hoàng kim mà tình yêu luôn. Ok chưa? Cái gì?
Vị nào uống có bồ liền nhá. Nói thật mọi người như này nhá, những cái bà mà đang ế sưng ế xỉa ấy thì tốt nhất là các bà phải biết gọi là ấy một tí. Này cái này sâu rồi, cái này không ăn được, no good. Không good. Hiểu không? Này. Cái gì? Ngọt ngọt. Không. Mua về nấu cho người mình đang gọi là có vị khoai lang luôn. Đấy. Có vị khoai lang luôn, mua về nấu cho người mình yêu uống. Thế có phải là đây vị tình yêu sô cô la đây. Vị sô cô la có luôn. Vị tình yêu luôn. Bảo rồi không có gì là không hề có cả. Đến vô gia nhà em không có gì là không có. Và hai nữa là nó còn được nhân đôi. Xét chân châu nhân đôi. Tất cả mọi thứ nhân đôi. Nhiều. Được chưa? Ngon, bổ, rẻ. Mà lại còn nhiều nữa. Đấy, cái vị sô-cô-la là vị tình yêu, vị người yêu đấy còn gì. Đây. Vị sô-cô-la là vị tình yêu, vị người yêu đấy còn gì nữa. Đúng chô không nào? Hả? Chocolat. Sô-cô-la. Chocolat. 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 Sao này vị rốt nát. Chocolate. Chocolate. Ừ. Sô-cô-la. Chocolate. Việt Nam sô-cô-la mệt quá. Indonesia. Indonesia không shopping. Khó. Việt Nam shopping. Khó. Không khó. Người Indonesia nào hả? Cái gì? Không biết. Sao bà thích ăn xương cá thế à bà? Bà chỉ nhai xương cá. Bấm tay đổi hàng nhé mọi người. Bấm tay đổi hàng cho em. Bấm tay đổi hàng mọi người. Vị sô-cô-la có luôn. Vị nào có người yêu em đã bảo vị sô-cô-la là vị tình yêu rồi. Thank you Indonesia. Vị sô-cô-la là vị của tình yêu rồi. Nên đừng hỏi. Không phải đâu. Vì thích ăn xương cá. Xương cá kiểu người ta rán giòn ấy. Là bà thích nhai nó giòn giòn giòn. Thỉnh thoảng bị nội kỹ thuật thì bị xương cá đâm vào lợi thôi. Nên rất hay bị nhiệt lợi. Đã biết rồi ya. Tại tinh. Tại tinh ở trường của lại in em. Không hiểu gì hết. Hết à? Ừ. Thế anh đã đỡ ăn nhiều không? Dia nggak sadar guys sudah habis segini. Udah habis segini nggak sadar dia. Đầu tiên bà ấy bỏ ra 5 hộp mình bảo chết thôi, mua nhiều này ăn hết làm sao được. Thế mà vừa nói vừa ăn thì hết rồi đấy. Hết rồi. Ngon mong ấy này. Này. Sao lại lạ đi đó mà ăn. Nếu bình thường như ở Việt Nam đấy mọi người thấy đấy, ở nhà em ăn nháo nhào chắc là cái gì ấy, em ăn nháo nhào một tí là em chắc chỉ ăn hết một suất thôi hoặc là không hết một suất. Bukan kurang mà nanti dia sakit kalau banyak banyak. Nhưng mà phải nói là có người đút cho ăn là nó ăn nó cũng ngon hơn thật mọi người ạ. Mọi người thông cảm cho em chỉ nói sự thật thôi nhá, em chỉ nói sự thật thôi. Nói chung là có người đút cho ăn thì nó vẫn ngon hơn đấy. Ví dụ như là mọi người mua trà sữa về, mua chè dưỡng nhan về, mọi người nấu cho người mình thương ăn thì có phải nó ngon hơn không? Đúng không ạ? Đúng không? Đúng. Rồi biết rồi thì bấm tay luôn vào giỏ hàng. Bấm tay luôn vào giỏ hàng để đặt hàng chứ còn gì nữa. Đúng không ạ? Bấm luôn vào chữ mua. Bấm luôn vào chữ mua nha mọi người. Bấm luôn là chưa mua. Ai được ăn đâu mà biết. Thì bây giờ khổ lắm gì nị. Bây giờ mệt tê. Mệt tê. Bây giờ em chỉ nói sự thật thôi. Chứ bây giờ biết làm Joko. Nào Joko. Ternyata masih. Nói cái gì?
ini aku kulit perintilan-perintilan. Tại sao rồi? Không biết. Mình tay rồi anh chị em ơi. Đi vào ly, đi vào ly. Khó. Bấm tay cửa hàng nhé mọi người. Ui no quá. No. Yêu bây giờ tệ quá. Yêu bây giờ là lắc tớ. No à? Order không? Thôi. No, full. Order nhá. Không. Order. Sợ mà. Tại sao sợ mà? Ok, vì order. Không. Không. Dọa. Dọa ai dọa ra được. Được oi hiểu không? Không. Order thì cả hai đứa đều ăn. Nào xem đứa nào ăn được nhiều hơn. Rồi thế thôi, nhưng bà ấy ăn ít lắm. Hả? 4. 4 à? Ừ. Ừ, 4 hộp. Ừ. Chà, cái này chưa có gì đúng mà nó phải ăn đấy. Bấm tay của anh chị em ơi. Đặt trà sữa về ăn nhau đấy em, chào anh Đoàn. Mệt quá, ông review mệt quá ông Đoàn ạ. Đã ra rồi. Này, Phi, anh Đoàn đã ra rồi. Anh Đoàn Sài Gòn, nhớ không? Ừ. Nhớ à? Anh Đoàn. Ừ. Chúc của em nhá. Ừ, anh Đoàn không có tóc. Có. Không có. Anh Hưng không có. Anh Hưng không có. Anh Đoàn cũng không có tóc. Không có cả. Không có. Tại sao? Anh Đoàn tóc một chút. Tại sao? Ai mà biết được. Tại bị sao? Vợ đánh. Anh gíp tóc. Anh gíp, anh Đoàn tóc á? Ừ. Ừ. Này, anh Đoàn sợ vợ, hiểu không? Ừ. Vợ anh Đoàn, boxing anh Đoàn. Ừ. Anh đất không vợ. Anh Đạt một chút, không nhiều, anh ừ. Đoàn full. Không ăn nhá. Không ăn. Không, Phi không bầu kê nhá. Ừ. Sợ không? Sợ. Anh đã xem không? Xem, nhưng mà anh vẫn mọc được tóc, còn anh Đoàn sợ hơn, anh Đoàn không mọc được tóc. Anh Đoàn không có. Anh Đoàn không có tóc. Anh đã xem. Làm sao mà xem anh Đoàn được? Anh Đoàn không có tóc, anh Đạt có tóc. Nghe Vi nhá. Ừ. Phim này cái gì? Vi nói hả? Anh Đoàn sợ vợ không? Ừ. Có. Có, anh đã xem không? Xem nhưng mà anh vẫn tại có sao? Tóc. Tại sao? Không, anh không xem anh Đoàn tóc này. Vi không nói tóc. Ừ. Vi nói sợ. Ừ. Đúng. Sợ không? Có. Xem. Ừ. Tại sao nói? Nhưng mà em vẫn hơn anh Đoàn, em có tóc còn anh Đoàn không có tóc. Nhá. Đúng không? Sợ không? Sợ. Ok. Ừ. Đúng không mọi người? Mình nhìn thấy ông Đoàn vào đây cái mình phải nói ngay, không là ông ấy lại chạy ra mất. Okay, cảm ơn 28-29.000 anh chị em đã ở đây xem live và ủng hộ em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bấm tay vào hàng nhé mọi người. Yeah. Bấm tay vào hàng. Có 4 hộp thôi. Đặt pila là mọi người đặt pila ăn không vi. Không vi. Anh không lúc cà phê không ăn. Vi không nghe. Không nói không nhận là sao giật thế nhỉ? Mọi người có thấy năng không mọi người? Năng không ạ? Mọi người còn thấy năng không? FC không sợ vợ cái gì đây? FC không sợ vợ chính thức tan rã này. Bà điệp viên này. Làm gì chuyện tan rã vơ vẩn. Đúng không? Đúng. Bấm tay nhanh vào giỏ hàng anh chị em ơi. Anh chị em nhà mình ơi, bấm tay giỏ hàng nhé mọi người. Uống nước phía ở đâu? Ừ. Đã sơ say à? Nói cái gì? Cô Zoom à? Ừ. Bye nhá, chúc ngủ ngon nhá. Xóa rồi chú rồi nha. Bấm tay rồi hàng, anh chị em ơi. Anh đắt nước. Dọn đi, này. Dọn đi cho quen đi. Để vào kia, thùng rác đi kìa. Cho vào. Cho sạch. Go. Ngon con vậy go. Go, gọi nó con nó sẽ go. Đang bán hàng đi này. Nè, mọi người shopping go. Đang kiếm tiền. Vi xem nhá.
đi shopping xem bên đặt nhá. Xì có. Này thì ngồi vào đây, ngồi vào đây. Này anh Đạt này, 1.300 đơn. Nào Vi, Vi bán đi xem mình được mấy đơn. Buông dulu itu sampahnya. Ok, Vi ngồi đây. 1. Ok. 2. Vi ngô. 1. Ngô. Tức giận à? 1. Tức giận này, tôi vỗ một phát thì thủng sọ chứ không phải tức giận. 2. Nào vào, vào bán. Xem được 2 đơn không? Nói phẹt. Pengen nunggu sih, kayak sebelum kapan balik nih kangen. Halo guys, shopping mau ngenya. Dibeli, dibeli mau ngenya. Shopping, shopping. Ini adalah oke, kamu nanya. Bye bye. Bấm tay của hai chị em ơi. Shopping, shopping. Mua nào, mua nào, bấm vào nút mua anh chị em ơi. Mặc nắc à? Có nắc không? Đấy, bà ấy về phòng mà bà ấy lại còn vừa đi và vừa xem like. Sợ ma. Anh ơi. Ơi, ok. Bấm tay cửa hàng anh chị em ơi. Bấm tay cửa hàng, bấm tay cửa hàng. Bấm tay cửa hàng 29.000 anh chị em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ở đây xem like và ủng hộ em. Cảm ơn mọi người. Trà Dưỡng Nhan chỉ 79.000 thôi. Chỉ 79 cò. Trà Dưỡng Nhan chỉ 79 cò. Ok chưa? Và ở trong này là có bao nhiêu thành phần tốt cho sức khỏe. Bây giờ em lại test tiếp cho những người mới vào. Mọi người không biết nhá. Đây, đầu tiên ở trong một cái set trà Dưỡng Nhan này có những gì? Đây, trước tiên là gì ạ? Một cái không thể thiếu, đó là hướng dẫn sử dụng cho mọi người. Những người nào mà không biết, những người nào mà không biết nấu thì ở đây. Những người không biết nấu cũng có thể nấu. Ok chưa? Không biết nấu cũng có thể nấu nhá. Và trong này thành phần là gì ạ? Em sẽ đổ ra. Thành phần đầu tiên, có tốt cho sức khỏe hay không cái chè Dưỡng Nhan này thì mọi người xem thì mọi người tự đánh giá giúp em. Đầu tiên là gì? Táo khoanh. Ở trong tất cả các vị thuốc bắc, những vị thuốc bắc thì mọi người có thể dễ nhận biết, đúng không ạ? Ở trong các vị thuốc bắc thì mọi người có thể dễ nhận biết là cái táo sẽ có cái táo khoanh này, rất tốt cho sức khỏe, ok không ạ? Rất tốt sức khỏe vị táo khoanh nhé mọi người. Ok, một này. Thứ hai, táo đỏ. Các vị thuốc bắc mọi người cũng rất dễ gặp táo đỏ bởi vì nó rất tốt cho sức khỏe, đúng không ạ? Nó rất là nành, rất là ngon và rất bổ cho sức khỏe. Hai vị táo này, một táo khoanh, một táo đỏ này, ok chưa? Và thứ ba, thứ ba là kỷ tử, cũng có ở trong vị thuốc bắc, có rất là nhiều, mọi người bắt gặp rất nhiều, đúng không ạ? Rất nhiều, đúng không ạ? Mọi người bấm tay cửa hàng mua giúp em. Mua về để làm gì? Mua về để nấu cho gia đình nhà mình ăn, nấu cho bản thân mình ăn. Rất tốt cho gia đình nhà mình và rất tốt cho bố mẹ, anh chị em và người thân nhà mình. Đây là em đang giới thiệu lại cho mọi người biết là ở trong cái chè Dưỡng Nhan có những thành phần gì. Táo đỏ, táo khoanh và kỷ tử là ba thứ ở trong thuốc bắc mọi người rất thể dễ có thể nhìn thấy bởi vì nó rất tốt sức khỏe. Ba vị này, đúng không ạ? Bởi vì em rất ít bán em like bán hàng, em like liên tục, bán hàng liên tục, nhưng mỗi một mặt hàng em like, đúng không ạ, giá ngon bổ rẻ mà lại nhiều như này thì chỉ có ở like có thôi, còn bình thường sẽ không có mức giá như này nữa. Ok chưa mọi người? Và thứ tư là gì? Hạt sen ạ. Hạt sen, ai ăn nhiều hạt sen hoặc là mọi người có thể tìm hiểu hạt sen thì nó có một cái rất là tốt là gì? Dễ ngủ. Làm cho những người mà làm việc vất vả hoặc là suy nghĩ nhiều, nó rất là dễ ngủ cho mọi người. Và khi mọi người dễ ngủ thì nó sẽ gì? Sẽ rất tốt sức khỏe. Bởi vì làm sao? Mọi người không ngủ sẽ gây ra những bệnh nền, có nghĩa là gì? Đau dạ dày. Đau dạ dày là thứ nhất, suy nghĩ nhiều, không ngủ, đau dạ dày rất hại cho sức khỏe.